Trời ơi đã quá, trời ơi quả cầu Pokemon nè. Trời ơi, lần đầu tiên mình thấy nó xuất hiện trong mini world luôn á nha. Ồ, quên 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 ok và hai, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và chào mừng anh em đã quay trở lại với Trường Học Mà Quay. Yeah, ok. Thì như anh em có thấy hôm nay skin của mình anh em thấy lạ không? Đó. Thì xin giới thiệu với anh em, mình chính là, ủa mình chính là ai ta, mình quên mất cái tên này anh à, anh em mình chính là One hour later. À mình nhớ rồi, mình chính là Kakashi. Ủa đâu đâu, lộn lộn lộn, hình như Kakashi là ông thầy của Naruto mà, lộn 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 lộn, Satoshi đúng rồi. Đúng rồi đúng rồi, mình chính là Satoshi anh em ơi, Satoshi, lộn lộn lộn. Thì như những bạn nào mà là fan của Pokemon đó thì anh em cũng sẽ biết đến mình chính là Satoshi đó, chính là cái người mà có con Pikachu á. Nhưng mà hôm nay con Pikachu của mình nãy nó ăn chè đậu đen xong đầu nó vô toilet, nó ngồi trong trong toilet rồi, bây giờ nó không đi theo mình nữa, bây giờ mình không có con Pikachu nào hết. Ở đùa đùa với anh em, thật ra là mini world nó không có Pikachu cho nên là mình không có con Pikachu nào để mình dẫn theo cả, nhưng mà mình vẫn có được quả cầu Pokemon này, anh em thấy không? Đó. Thì hôm nay buổi sáng này tự nhiên mình ngủ dậy thì mình phát hiện ra mình đã biến thành Satoshi đó, đó chính là cái nhân vật ở trong Pokemon. Trời ơi, hấp dẫn hấp dẫn. Thì mình đang tính sẽ lấy cái quả cầu ra để sử dụng thử đó, mình lấy để thử nha. Ủa, quả cầu Pokemon nè anh em nhìn nè, mình đang cầm trên tay quả cầu Pokemon đó nha, cái này là quả cầu Pokemon nó, trời ơi xịn và trướng. Ok ok, để mình đi ra ngoài mình test thử nha. Ôi quả cầu Pokemon, quả cầu Pokemon, ok để mình xem đây. Hy vọng là quả cầu Pokemon này của mình nó sẽ chịu hồi ra một con quái vật. Trời ơi, không nhầm, một con Pokemon thật là hung hậu, một con Pokemon thật là to lớn. Trời ơi, mình hy vọng con Pokemon này của mình sẽ là con Pokemon cỡ như là con rồng nè, hoặc là con khủng long, hoặc là con gì ta, con đại bàng, hay là con gì đó nó ghê ghê lên xíu nha, đừng có mấy con mà xấu quá nha. Trời ơi nè, hãy xem đây. Hơi chịu hồi Pokemon. Hay quá. Wow, trời ơi bự ghê ha, trời ơi nó bự như cái lỗ mũi của tôi luôn á trời. Trời ơi trời, con Pokemon của mình sao nhỏ xíu vậy. Ui khủng long, tao nghĩ là mày phải bự lắm chứ, tại sao mày có tí xíu vậy khủng long. Trời ơi trời, mình hồi nãy mình ước là mình có được con Pokemon khủng long, nhưng mà nó phải bự xíu chứ, tại sao nó ôm nhôm nhách mà nó nhỏ xíu à. Thôi để mình thu phục nó lại cái đã, thu phục lại. Ui ơi, ủa sao thu phục được ta. Ê, đứng lại cho tao thu phục coi, trời con khủng long này sao mình không thu phục được ta. À mình phải chọn quả cầu đó hả, thu phục lại. Ô thu phục được rồi nè, trời ơi thu phục được rồi, thu phục được rồi. Thôi mình đi vậy. Trời ơi là trời, tưởng là con Pokemon của mình nó phải ngầu lắm chứ. À, ui ui cái con gì bên đó vậy. Ui để mình ra mình coi coi. Ui wow, nó có tấn công mình ta, hình như con này là con người đá anh em ơi. Trời ơi đẹp quá à, hình như con này cũng là Pokemon nè anh em ơi. Ok bây giờ mình sẽ thử kêu con khủng long của mình ra tấn công con này coi coi nó có quýnh bằng con này không nha. Ok chịu hồi Pokemon khủng long đi. Trời, tính ra con khủng long này của mình nó còn nhỏ hơn cái con này nữa đó. Ok khủng long tấn công người đá cho ta, khủng long ơi tấn công con người đá cho ta. Ủa sao mày không tấn công nó, trời mày sợ hả trời, what the hell. Ok mày đi theo tao, sợ cái gì mà sợ. Được rồi tao chịu hồi thêm con nè, cho hai đứa bay đánh luôn. Ok chịu hồi hai con, ba con luôn. Ok chịu hồi được ba con Pokemon nè, đánh nó cho ta, đánh nó đúng rồi, đánh nó, tấn công nó đúng rồi, hay lắm, tấn công nó, ừ đúng rồi, đánh nó, ừ. Ui chết luôn rồi. Ôi còn con nữa đâu để mình coi coi, nó trốn rồi. Ồ ui còn con trong đây nè. Pokemon tấn công con người đá này ta, tấn công nó đúng rồi, Pokemon tấn công nó đi. Ui, sao mày lại dẫn nó lại gần tao vậy? Ui, có mấy con Pokemon này nó chôn mình rồi. Tấn công nó ta, tấn công nó. Đúng rồi, hay quá trời. Tụi mày hơi đi chậm á nha. Dí theo nó phải dí nhanh hơn chứ đi chậm quá vậy. Thu phục lại. Hey, ok, bây giờ mình sẽ đi vô trong trường, mình coi trong trường mình hy vọng là sẽ có thêm những con Pokemon khác nha. Ok, để mình xem coi. Ui, ở đây hiện tại là còn một con người đá nữa nè. Ui, một con Pokemon Dango. Ui, hình như là con này là con Pokemon Dango nè anh em. Ui, để mình thu phục nó thử nha. Hey, chịu hồi. Hey, thu phục con Dango cho ta, tấn công đó đúng rồi, tấn công với ta. Ui con Dango sao tấn công mình không tấn công con Pokemon của mình ta. Ui chịu hồi thêm, tấn công Dango cho ta, tấn công đó đúng rồi. Trời ơi tấn công được con Dango rồi. Ok đi theo ta, bày bè khủng long đi theo ta. Mấy con khủng long của mình nó hơi yếu anh em ơi, có lẽ là mình sẽ tập luyện cho nó mạnh hơn nữa. Tấn công con người đá cho ta, tấn công
Đúng rồi, Pokemon giỏi lắm, tấn công người đá cho ta. Đúng rồi, tấn công người đá. Ui, chạy. Tấn công người đá cho ta, tấn công. Đúng rồi, hay quá. Tính ra mấy con khủng long của mình nó cũng mạnh lắm anh em, đâu phải yếu đâu. Trời ơi, yếu gì đâu, yếu đúng không? Tuy là nhỏ nhưng có vỏ đúng không? Trời ơi, khủng long của mình mạnh muốn chết luôn trời. Còn con Dango này nè, qua đây tấn công con Dango luôn. Ủa. Ai đứng bên đó ta? Ủa ai nhìn quen của ta? Ủa anh Dịch, sao anh đứng đây vậy anh Dịch? Ủa anh Dịch, sao hôm nay anh nhắm mắt lại chi vậy, còn đeo kính nữa? Quen biết gì mà chào hỏi thân thiện vậy? Ủa anh Dịch này lão vậy? Ủa hình như không phải Dịch anh em ơi. Ủa có anh, có phải là anh Mr. Dịch không vậy? Mình là Mr. Dịch nè. Ủa nhưng mà sao cái mặt không giống cho lắm. Cái mặt anh Dịch là anh, mắt anh Dịch cực kỳ to luôn á, chứ mắt anh Dịch đâu có hí hí gì đâu. Mắt hí hí bởi vì tôi đóng vai cái ông gì ở trong Pokemon á, mà sở hữu Pokemon nhưng mà ông ấy mắt hí. Trời ơi. Ủa vậy có nghĩa là ông cũng có Pokemon luôn hả? Có luôn, mà cậu là thằng nào? Xin giới thiệu với ông, tôi chính là Phong Cận. Hiện tại là tôi đang ở trong thân xác với lại sức mạnh của Satoshi. Satoshi gì mà giống sushi vậy? Sushi gì? Ủa đâu, Pokemon của ông đâu? Ông cho tôi coi. Đây là Pokemon của ta. Ui, ông cũng có quả quả cầu Pokemon luôn hả? Ui, trời ơi, con Pokemon của ông nhìn ngầu quá vậy. Đây là Pokemon khủng long xanh. Khủng long xanh? Tôi cũng có Pokemon khủng long luôn nha. Ôi, không quan tâm, không đôn khe đâu kê. Khủng long của tôi á là mạnh nhất rồi. Ghê, khủng long con là mạnh nhất luôn hả? Coi khủng long của tôi nè. Ơi, chịu thôi, Pokemon khủng long. Đây luôn. Sao tự nhiên đánh ông vậy? Đừng. Rồi xong, chết con khủng long của tôi. Ơi, trả hết quả cầu của con khủng long của tôi lại đây. Không trả luôn. Ok ông này vô duyên vậy. Ok được rồi, giờ ông có dám đấu Pokemon với tôi không? Cái trận hồi nãy á là bọn mình loạn quá, tự nhiên không Pokemon nó đánh người luôn, cái này là loạn quá, bây giờ là phải đánh đàng hoàng rồi nha. Chơi. Ok chơi, ông đứng bên kia, tôi đứng bên này. Rồi, qua anh kia đứng đi. Từ từ, cứ qua anh kia đứng đi. Đi đây. Trời đất ơi. Bây giờ sẽ là trận đấu của Pokemon của Phong Cận và Pokemon của Mr. Vịt Hí. Ok, chuẩn bị chưa? Ông đã sẵn sàng chưa? Hí, sẵn sàng. Ok. 2 hours later. Trời anh em ơi, từ nãy giờ mình thua hoài luôn anh em ạ. Mình chỉ còn lại đúng một quả cầu Pokemon thôi. Bây giờ mình là thua luôn quả này, là coi như là mình sẽ thua luôn rồi. Mình hết Pokemon luôn á. Thôi, thua đến nơi rồi thì đưa luôn quả cầu ấy cho ta đi. Cái gì? Còn lâu? Nghĩ sao vậy? Còn lâu ta mới đưa quả cầu này cho ngươi. Bây giờ ngươi đứng đợi, đợi ta xíu nha. Ta ra đây tí, đợi nha, ta quay lại, ta còn đấu tiếp đó. Đợi đây. Ok anh em. Đừng có chạy ngang. Ok, quay lại liền. Ok anh em ơi, thì mình đã nhớ là trước đây anh Vịt của mình á đã từng á có làm một cái máy. Cái máy đó nó đã làm cho mấy cái con nhện ở trong trường học mà nó biến bự lên. Thì nếu những bạn nào đã coi cái video trường học ma quái này lâu á, thì anh em sẽ chắc chắn biết đó chính là cái video mình biến thành Son Goku á anh em. Thì trong trường này bỗng nhiên xuất hiện một đám nhện khổng lồ luôn, thì là do cái máy của anh Mr. Vịt là anh đã phát minh. Thì bây giờ mình sẽ dạy nó mà dùng cái máy đó để mình phóng lớn con khủng long của mình lên. Mình hy vọng là nó sẽ biến lớn được. Ok, để mình vào đây mình nãy thử. Ok, đây chính là cái máy của anh ấy đây. Bây giờ mình chỉ cần bỏ cái quả trứng Pokemon của mình vào trong cái rương này, sau đó là bật cái máy này lên, thì con Pokemon khủng long của mình nó sẽ được phát triển lên và nó sẽ biến trở nên cực kỳ là bự luôn. Ok, rồi mình sẽ thử nha. Nè, ok, bây giờ mình sẽ để quả trứng của mình vào trong đây. Rồi, sau đó giờ mình sẽ đóng lại. Rồi, bật máy lên. Ok, rồi, luôn. Bây giờ mình sẽ để cho nó bắt đầu nấu nha. Này, tên Mr. Dịch kia, ta đã quay trở lại rồi đây. Bây giờ ta với ngươi sẽ chiến đấu một trận, là trận này chính là cái trận là đẫm máu nhất luôn nè. Hey, đừng có mà nói nhiều lời. Hãy mau triệu hồi Pokemon của ngươi ra đi. Hey, Pokemon của ta, triệu hồi ra. Yeah. Ha,
con khủng long màu đen này của ngươi sẽ không mạnh bằng con của ta đâu. Hãy xem đây. Ôi, chịu hồi Pokemon. Dạ. Yeah. Ôi, trời ơi, nó bự kìa. Sao, sao bự quá vậy? Ôi, ngươi mới cho nó ăn bột đỡ á. Bột đỡ cái gì? Con khủng long của ta đã lên được cấp 2 rồi, bây giờ nó cực kỳ mạnh rồi. Con khủng long màu đen của ngươi sẽ chẳng là gì đâu. Khủng long, hãy mau tấn công hắn cho ta. Trời ơi, à, giỏi lắm khủng long. Trời ơi, con khủng long của ta. Trời ơi. Thua hết rồi, tao mất cái trứng Pokemon rồi, giả đây. Trả cái gì? Trời anh em nhìn nè, trời ơi, mình có quá trời trứng Pokemon luôn từ nãy. Con khủng long này của mình nè, nó đánh chết hết mấy con Pokemon màu đen của cái tên Mr. Vịt Hí kia luôn. Trời ơi, bây giờ mình có quá trời trứng Pokemon luôn. À. Trời đấy, ta sẽ sớm quay lại đâu. Trời ơi, tao phải tao luyện thêm tao. Trời ơi. Trời. Trời ơi, đi bye bye. Trời ơi, giỏi lắm khủng long, mày giỏi lắm. Trời ơi, đúng là khủng long của ta. Trời ơi. Ok, thì anh em ơi, hôm nay mình đã sử dụng Pokemon của mình là chiến thắng được Mr. Dịch rồi. Bây giờ là mình về đây để mình xem con khủng long màu đen của hắn coi được. Con khủng long màu đen của hắn để mình xem thử nha. Hui. Ồ, đây anh em nhìn nè, đây chính là con khủng long màu đen của hắn nè, thấy không? Và bây giờ nó đã thuộc về mình rồi, bởi vì mình đã chiến thắng rồi, bây giờ nó đã thuộc về mình rồi anh em thấy không? Nó đâu có còn đánh mình nữa đâu đúng không? Đó. Trời ơi, game là dễ. Ok, và cảm ơn anh em đã xem video này. Nếu mà anh em thích video này thì đừng quên like, share và subscribe hỗ trợ kênh YouTube của mình, và cũng đừng quên qua kênh YouTube của thành viên trong team Hero chính là anh Mr. Vịt, Team Mi TV và Camo TV để subscribe hỗ trợ các thành viên trong team Hero nha. Và cũng đừng quên đăng ký ủng hộ cho những người bạn của mình nữa, đó chính là Kairon TV nè, mèo Simmy, Sammy Đào và Khang Dừa nha. Ok, bye bye và hẹn gặp lại em những video lần sau. Bye bye, yêu anh em vãi nồi, tạm biệt, chịu hồi Pokemon.